Can I go video không? Hmm? Can I go video? Yes. No. Tôi nói gì? Tôi nói gì? You can say everything you want. Okay. By Vietnamese. Anh làm việc không? Đang làm việc. Yes. Okay. Làm việc gì? We are working in a real estate company. Real estate. Ở Vinh không? Ở Vinh. Ở Vinh. Ở Vinh luôn, Vinh City. Okay. Tôi có rất nhiều bạn người nước nào các bạn muốn một một nhà. Một nhà. Bởi vì các bạn không có nhà. Các bạn muốn một nhà. They want to rent a house or buy? Or buy? Không mua. Bởi vì các bạn trong Vinh có lẽ vun cái phải nằm thang và các bạn muốn làm việc một ít trong Vinh và sau có lẽ nằm thang các bạn muốn đi không muốn mua một nhà. Tức là các bạn muốn thuê 5 tháng, thuê nhà 5 tháng tại Vinh. Đúng. Now bạn đang làm công việc gì không? Có dạy tiếng Anh hay là dạy tiếng Anh ấy cho người Việt ấy? Yep. So now I speak English. Anh sao? You are an English teacher? Có. Nhưng tôi là trong một trung học. Tôi là không là giáo viên, nhưng là trợ giảng. Head teacher. And manager. What? Manager. Bạn là quản lý. Là quản lý. Bạn là quản lý của một trung tâm tiếng Anh. Manager. Trong tiếng Việt, không biết là gì. Manager is quản lý. Ok, quản lý. Tôi là quản lý. Không quản lý. Trường ấy là gì? Hmm? Trường nào? Trường gì? Tiếng Anh. Trường ở đâu? Quen. APAC. APAC English Center. Mình cũng làm việc ở tòa nhà. What? We also working in the building you work. Same. Okay. Rất gần, có lẽ 5 phút đi bộ. Okay. Nhưng các bên trong thang máy gì? Thang máy. Tầng 18. Okay. 18. Tầng 18. Trong thang nam và tôi rất thích bởi vì có rất nhiều học sinh. Và rất nhiều cái đứa trẻ và tôi nghĩ rất nhiều học sinh đi thang 20 có rất không tốt. Bạn đã lập gia đình chưa? Hmm? Bạn đã có vợ chưa? Wife? Không có vợ và không muốn vợ. Single? You're single? Một người. Bạn sinh năm bao nhiêu? Hmm? Bạn sinh năm bao nhiêu? Bạn sinh năm bao nhiêu? How old? How are you? How are you? How are you? How are you? How old? How old are you? How old are you? How old are you? 30 tuổi. Bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. 30 tuổi. Giỏi quá. Giỏi quá. 1988. Mình 1990. 1990. 1990. Ok. Thank you. Đi không? Hmm? Oh, không ạ. Oh, cảm ơn. Chắc nhờ sao. Cảm ơn. Bạn có chơi thể thao không? Anh em có gì? Play football. Không thích. Không thích chơi football. Ở bóng đá. Anh thích em biết gym, MMA là tập gym, nâng tạ và cũng tập gym nâng tạ. MMA rất tuyệt. Fighting. Great. Huh? Great. Fighting. Yes, fighting. Fighting. Em chọn gym, MMA và quyền anh. Quyền anh. Rất thích. Bóng đá. Okay. In APAC English Center, do you have class for adults? Không có. Không có. Có rất nhiều đứa trẻ. Xin chào. Có rất nhiều đứa trẻ. Adults. Không có. Xin lỗi. I'm sorry. Không có. Still me. Very awkward. New friend. We will be friends. We will be friends.
brand. Lệ lệ đi lệ nhập lệ đi ok số điện thoại can you give me a number 4 number 4 điện thoại trường đang học Việt Nam tiếng Việt nhưng không sát thốt bởi vì sát chặt khổ. Yes, this is my phone. You get his number phone? Tùng nè, ngài là Tùng, điện thoại của rồi. Điện thoại của anh. In free time you can call for me and go to cà phê. Yes, uống cà phê. I'm going to watch it. Sad. Tôi chưa có. Chưa có gì? Chưa có đứa trẻ một hộp tôi không thể có này đứa trẻ tôi không có okay. Đứa trẻ I don't have children ok có chung thank you for your interesting interview ok không sao gặp lại.